giáp đỏ nhất 6 tháng đầu năm 2023, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng hoa tuổi sửu. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống. Họ là những người tương đối lạnh nhạt với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong năm 2023, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi sửu kiếm được khá nhiều tài lộc. Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn. Trong thời gian tới, người tuổi sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng lay lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý chung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn. Lời khuyên cho người tuổi sửu là nên chấp lấy cơ hội ngàn năm có một này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai thêm phần rực rỡ. Tuổi tốt theo tử vi 12 con giáp, người tuổi tốt đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ. Tuổi Tuất cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút. Vào tháng những tháng cuối năm nay, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian năm 2023, tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay. Tuổi ngọ theo tử vi 12 con giáp, người tuổi ngọ chân thành, hiền lành rất đáng tin cậy. Trong những tháng năm nay, con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến. Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi ngọ cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ. Người tuổi ngọ cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong thời gian tới con giáp tuổi ngọ không chỉ có thể thăng chức tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm